khả năng cao là Bách sẽ được đảm bảo vị trí đánh chính thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng là với Xuân Bách ấy, thật sự luôn là Bách không phải là người chỉ để làm truyền thông. Bách cũng không phải là người chỉ để làm dự bị cho một ai đó. Bách là một huyền thoại. Bạn Bạch giải nghệ nửa mùa. Cụ đi được có nửa mùa anh em ạ, cụ đi được có nửa mùa thôi. Xong cụ lại căm Bạch, và đó là cụ Bạch. Điều đầu tiên thì để dọn đường cho việc Xuân Bách quay trở lại thì các bạn đã biết rồi. Team Frat đã chia tay với Voka. Tôi nghĩ là cái cảm hứng đến từ Nain cũng là một phần khiến cho quyết định này nó xảy ra. Cái cảm hứng đến từ Nain, đến từ cái sự quay trở lại của Nain, nó là cảm hứng để cho Frat đưa ra cái quyết định này. Đầu tiên là chúng ta nói về cái thế chân vạc của Frat trước đây với bộ ba đi đường giữa. Có đến 3 người được đăng ký danh sách đi đường giữa ở trong mùa trước. Đó là Xuân Bách, Bé Chọc và Poca. Thì bây giờ Poca thì rời đi. Bé Chọc thì dạo gần đây các bạn thấy rồi, toàn trên là ở vị trí AD. Thế nên khả năng cao là Xuân Bách sẽ được đảm bảo vị trí đánh chính ở đường giữa. Trừ khi trừ khi Ellie xuất hiện, nhưng lại không phải là ở đường rồng hoặc đường tà thần, mà lại ở đường giữa. Vì các bạn nên nhớ rằng Ellie cũng là một người chơi cũng hoàn toàn có thể biết đâu đấy. Khả năng cao là Bách sẽ được đảm bảo vị trí đánh chính thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng là với Xuân Bách ấy, thật sự luôn là Bách không phải là người chỉ để làm truyền thông. Bách cũng không phải là người chỉ để làm dự bị cho một ai đó. Bách là một huyền thoại. Nếu như để cho Bách quay trở lại với ghế tuyển thủ rồi thì tôi nghĩ rằng khả năng cao thì bên phía Flash đã dọn sẵn ghế cho Bách ở vị trí đường giữa rồi. Ít nhất là một nửa mùa, cho đến khi mà có người mới thực sự tiềm năng về thay thế ở vị trí này. Chứ còn nếu không ấy thì không có chuyện mà Bách sẽ thông báo quay trở lại vị trí tuyển thủ như vậy. Bởi vì thực ra Bách là một huyền thoại, thế nên là nếu như mà quay trở lại để làm dự bị cho một ai đó thì nó rất là khó nói. Thế thì khả năng cao thì Xuân Bách sẽ quay trở lại với vị trí đường giữa của đội tuyển FPT Flash. Đây là một tin vui đối với lại cả fan hâm mộ của Flash. Bởi vì nói gì thì nói, trong quá trình mà còn thi đấu, kể cả đến giai đoạn cuối cùng trước khi mà Bách không thi đấu ở vị trí đường giữa nữa, thì người ta vẫn tin rằng Bách là một nhân tố vẫn có thể đánh được. Thật ra để mà nói là cụ đã già rồi thì cũng đúng, cụ cũng hơi già. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là phong cách đánh của Nain nó cũng khá tương đồng với phong cách đánh của Xuân Bách thôi. Và cái thứ hai là trong cái quá trình mà Bách chuẩn bị quay trở lại ấy các bạn, chuẩn bị làm huấn luyện viên đấy các bạn, thì các bạn có thể thấy rõ rằng là Bách vẫn đánh tốt rất là nhiều trận gánh độ. Có một giai đoạn thì Bách cũng hơi xuống phong độ, nhưng mà đến cái giai đoạn trước khi mà Bách nghỉ thì Bách đánh vẫn tốt. Hoàn toàn vẫn là một người chơi đường giữa, một có kinh nghiệm, hai làm được nhiều việc, ba nữa là cũng là một người chơi có tâm lý cứng để có thể dẫn dắt đàn em ở trong những cái trận đấu quan trọng. Thế nên là việc mà Bách quay trở lại tôi nghĩ là điều hoàn toàn là hợp lý thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Nhất là khi mà Bách chưa thể hiện được quá nhiều ở vai trò huấn luyện viên. Nếu như mà Bách mà thể hiện tốt ở trong vai trò huấn luyện viên thì chúng ta còn tiếc. Để mà nói là Bách ban pick tệ thì cũng không phải lắm, không đúng, đúng lắm. Nhưng để mà nói rằng là Bách ban pick quá hay rồi thì là dẫn dắt quá hay cũng không đúng rồi. Đương nhiên là nhìn vào cái kết quả bết bát của Flash, nhìn vào cái cách mà Flash kiểu chịu trận, chúng ta không thể nói là giai đoạn vừa rồi Bách làm tốt được. Thế nên việc Bách quay trở lại với vị trí đường giữa là hợp lý thôi. Với Xuân Bách thì tôi nghĩ rằng là đợt này thì Bách cố gắng cùng với lại cả ban lãnh đạo của Flash. Tôi nghĩ là Bách là một người quan trọng ở trong cái kế hoạch tuyển quân của Flash các bạn nhé. Bởi vì dù sao chăng nữa thì Bách cũng là người có tiếng nói. Tôi nghĩ là có người có tiếng nói ở trong tập thể của Flash. Muốn tuyển ai hay là muốn ấy gì thì có lẽ Bách cũng là người đề xuất, cũng có tiếng nói. Thì cũng chỉ mong rằng đợt này Bách sẽ đưa về những cái sự lựa chọn nhìn nó chất lượng một tí. Rồi tôi quay trở lại với câu chuyện đấy là tuyển người của Flash. Thật ra cái này tôi đứng dưới tư cách của một khán giả thôi, tôi nói thẳng luôn nha. Flash đã tuyển về quá nhiều người và quá nhiều sự ra đi rồi. Trong đó có những sự ra đi đáng tiếc, có những sự ra đi là hợp lý, có những sự ra đi là nhẽ ra phải ra đi sớm hơn nữa rồi, nhẽ ra không không nên xuất hiện luôn đấy.
Thế nên là phải nói rõ ràng đấy là quan điểm của cá nhân tôi, thì tôi nghĩ là Flat nên nghiêm túc lại về cái quá trình chuyển tuyển người của mình. Cái quá trình vừa qua là quá trình mà Flat đưa về quá nhiều người mà cuối cùng sử dụng không được. Kiểu như kiểu cứ đưa về rồi mới test ấy. Và điểm này thì đúng là Flash rất giống MU. Một là chắc là nếu như mà muốn đưa người về cũng khó, cũng bị các đội tuyển khác ép giá hơn. Hai nữa đấy là đưa người về xong thì có khi là những cái ông ấy đá ở đội tuyển khác thì hay, nhưng mà đá ở MU thì dở ấy. Kiểu kiểu như vậy. Trong những sự ra đi trước đây của Flash thì có một vài những cái tên đáng tiếc tôi cũng liệt kê luôn. Barin, sự giải nghệ của Eli, sự ra đi của Gray, NTCG, Kuga. Đấy là những sự ra đi rất là đáng tiếc đối với Flash. Thì những cái sự ra đi đấy, có những sự ra đi là liên quan đến yếu tố chuyên môn, nhưng cũng có những cái sự ra đi nó liên quan đến yếu tố ngoài chuyên môn. Thì những cái sự ra đi đáng tiếc đó, thì tôi nói thật với các bạn là hầu hết là đều nằm ở vấn đề ngoài chuyên môn. Euphoria thì cũng là một cái tên ra đi tôi nghĩ là cũng hơi đáng tiếc, hơi. Bởi vì tiềm năng của Euphoria thể hiện ở đường trợ thủ là tốt. Nhưng mà không sao, dù sao Zuta đã thể hiện được mình. Tuy nhiên thì Zuta dạo ở đây hơi xuống đấy nhở. Dạo ở đây Zuta là cũng hơi đuối đi đấy nhở. Daim thì sao anh á? Anh nghĩ Daim cũng là một sự ra đi cũng hơi đáng tiếc. Thật ra chưa chắc Daim đã hợp lắm với Flash đâu các bạn. Daim không phải là hợp thực sự với Flash. Flash không đánh nuôi AD. Daim hợp hơn với những cái đội tuyển mà họ chấp nhận nuôi AD một cách mạnh mẽ một chút. Ví dụ như là Heavy, ví dụ như là Bốc Gaming. Đấy, những cái đội tuyển đấy họ nuôi AD khá là mạnh. Còn chưa thực sự là Barin thực sự là hợp với Flash hẳn. Daim ấy nhỉ? Daim. Về trường hợp của 20% thì thực ra là đến lúc ra đi thì nó cũng không đến nỗi độ là quá đáng tiếc nữa rồi. Bởi vì là 20% cũng cho chúng ta thấy đủ những cái mặt tối của 20% này. Đôi khi đánh hay thì rất hay, nhưng mà đôi khi đánh ngáo thì nó cũng rất ngáo luôn. Với chuyển nhượng của Flash thì hy vọng là mùa này đưa về cái tên nào thì nó ra hồn một tí, nó ra cái thằng người tí. Đừng đưa những cái tên mà đưa về xong rồi người ta thấy là kiểu như kiểu bỏ thì thương, vương thì tội ấy. Trong giai đoạn chuyển giao của mình, tôi nói thật có những cái tên đã về Flash mà tôi thấy rằng là giá như Flash lựa chọn cẩn thận hơn, kỹ càng hơn thì còn đỡ hơn. Ví dụ nha, tôi cũng có thể ví dụ cho các bạn luôn một vài những cái tên mà về Flash mà thực ra thì về cũng được mà không về cũng được. Về thì đánh tạm thôi. Ví dụ như tôi thấy trường hợp của Poka chẳng hạn. Ví dụ như tôi thấy trường hợp của Kay chẳng hạn. Đấy, lấy mấy ông của Heavy về Poka với ông Kay đấy chẳng hạn. Này tôi nói thật, tôi thấy hơi buồn cười. Như Poka đánh mùa vừa rồi ấy, nếu như Flash muốn thì mong chờ gì hơn ở Poka mùa vừa rồi nữa. Poka mùa vừa rồi đánh không hề quá tệ. Mà trong khi đó thì cuối cùng thì Poka vẫn bị rời đi. Thế thì việc lấy Poka về nó chỉ là biện pháp tình thế thôi à? Là thấy lấy những người mà kiểu cảm giác là Flash có một giai đoạn lấy những người ở tầm trung ấy, ở tầm chỉ có thể cạnh tranh top 1 được thôi ấy. Cái việc mà Flash ấy, họ là một đội tuyển có tham vọng. Và với vai trò của một đội tuyển có tham vọng thì thực ra là họ không nên lấy những người ở tầm cạnh tranh top 4, 5, 6 như vậy. 3, 4, 5, 6 như vậy. Nên lấy những người ở cạnh tranh ở top đầu được thì hay hơn. Bởi vì Flash thực sự là một đội tuyển mà các bạn biết cái quá khứ của họ không cho phép họ hài lòng với vị trí top 3, top 4. Nó chỉ là hài lòng tạm thời ở một mùa thì được. Chứ với cái tiềm lực và với cái quá khứ của Flash thì chắc chắn mục tiêu của fan hâm mộ phải là cạnh tranh top đầu. Không top 1 thì phải là top 2. Chứ thực sự luôn là fan của đội tuyển này sẽ không thực sự chấp nhận cái việc là đội tuyển này chỉ cạnh tranh top 3-4 đâu. Thế nên là hy vọng là đợt tới thì Flash sẽ trình làng những con người mà chúng ta cảm nhận được cái tiềm năng nó lớn hơn một xíu.